một chuyện nữa xin chào các bạn. Hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện trong series Mr. Man của tác giả Roger Hargrave. Đây là câu chuyện về một nhân vật đặc biệt luôn làm người khác cười. Mong rằng chúng mình cũng luôn hài hước, vui vẻ, cuộc sống tràn ngập tiếng cười nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện ông hài hước của bản dịch của mẹ Mây và Lá. Ông hài hước sống trong một ngôi nhà hình ấm trà có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp và một phòng khách. Ngôi nhà rất phù hợp với ông. Một hôm, ông hài hước đang dùng bữa trưa. Vì không đói lắm nên ông chỉ ăn một lát bánh mì hoa cúc và một cốc bánh mì nướng giòn. Ngon tuyệt, ông lẩm bẩm khen và ăn hết bữa trưa hài hước của mình. Sau bữa trưa, ông hài hước quyết định lái xe đi dạo một vòng. Xe của ông hài hước là một chiếc giày. Bạn đã bao giờ nhìn thấy xe ô tô hình chiếc giày chưa? Nhìn nó cực kỳ hài hước. Ai nấy nhìn ông lái xe cũng đều cười phá lên vì cảnh tượng thật hài hước. Ông lái xe ngang qua một con giun đất bên đường. Con giun đất thấy ông hài hước trong chiếc xe ô tô hài hước là thứ hài hước nhất mà nó từng nhìn thấy. Thế là nó cười đến mức xoắn cả người lại và nó đứt đoạn thành hai con giun. Ông đi qua một con heo trên cánh đồng. Con heo thấy ông hài hước trong chiếc xe ô tô hài hước của ông là thứ hài hước nhất mà nó từng nhìn thấy. Thế là nó cười đến mức suýt rụng cả đuôi. Thậm chí cả những bông hoa thấy ông hài hước là điều hài hước nhất mà chúng từng thấy, và chúng cười đến mức suýt rơi ra khỏi cảnh. Đi mãi, cuối cùng thì ông hài hước đến ngã tư. Ông không biết đi đâu nên ông nhìn vào các biển chỉ dẫn. Một trong số đó chỉ đến sở thú. Chắc sẽ vui đấy, ông hài hước nghĩ thầm. Và thế là ông lái xe thẳng hướng đến sở thú. Khi đến cổng sở thú, ông dừng lại bởi vì sở thú đóng cửa. Xin lỗi ông, người trông giữ sở thú nói, chúng tôi phải đóng cửa bởi vì tất cả các động vật đều bị cảm lạnh. Chúng đang rất thiểu não. Ồ, ông hài hước nghĩ rồi nói, có lẽ tôi có thể giúp chúng vui lên. Chà, thử một chút cũng không mất gì, người trông giữ sở thú nói và mở cánh cổng. Ông hài hước vào sở thú trong chiếc xe ô tô hình giày của ông. Đầu tiên, ông gặp một con voi. Đúng thật là chú voi đang vô cùng thiểu não. Ông hài hước đứng lên, nhìn thẳng vào con voi đang buồn rầu. Voi buồn rầu cũng đứng lên và nhìn thẳng vào ông hài hước. Ôi chà, rồi bạn có biết ông hài hước làm gì không? Ông làm vẻ mặt hài hước. Như bạn biết đấy, ông hài hước rất giỏi làm mặt hài hước. Con voi cười khúc khích. Nó chưa từng nhìn thấy ai hài hước như vậy. Ông hài hước lại làm một vẻ mặt hài hước khác, và con voi cười phá lên. Voi cười, cười và cười. Cười đến nỗi mà suýt thì rụng cả vòi. Giờ nó đã thấy vui hơn nhiều. Ông hài hước sang chỗ của sư tử. Sư tử nhìn cực kỳ thiểu não. Ông hài hước đứng và nhìn thẳng vào chú sư tử buồn rầu. Sư tử cũng đứng và nhìn thẳng vào ông hài hước. Ôi chà! Sau đó ông hài hước làm vẻ mặt hài hước nhất mà có lẽ là chưa từng thấy ở đâu. Chưa từng thấy. Bạn đã nghe tiếng sư tử gầm bao giờ chưa? Giờ thì sư tử gầm lên, vừa gầm vừa cười khanh khách. Nó cười rung đến nỗi suýt thì râu của nó rơi ra thành từng mảnh. Ông hài hước đi gặp hết những con vật trong sở thú. Chúng đều thiểu não, đau khổ.
Ông hài hước làm mặt cười càng lúc càng hài hước hơn cho chúng nhìn. Gấu nâu to lớn cười khúc khích, rồi sau đó cười phá lên. Hươu cao cổ cười đến suýt thì xoắn cả cổ lại. Hà mã cười đến suýt thì bong cả da. Đàn chim cánh cụt cười đến mức suýt thì khuỵ cả chân trèo. Còn con báo, chà, bạn thực sự nên nhìn thấy nó. Nó cười đến mức suýt thì rụng hết cả đốm trên người. Tất cả đều vui nhộn hết cả lên. Ôi, ông hài hước, người trông giữ sở thú cười rúc rích, giờ cũng đã phá lên cười. Ông hài hước, cảm ơn ông rất rất nhiều vì đã đến khích lệ chúng tôi. Không có gì, ông hài hước khiêm tốn trả lời và lái xe đi trong chiếc xe hình dày của mình. Về tới nhà, ông tự cười một mình. Thế là hết một ngày hài hước nữa. Rồi ông đậu chiếc xe hình dày vào trong ngôi nhà hình ấm trà. Bởi vì cảm thấy rất khát nên ông làm cho mình một cái bánh cupcake ngon lành nóng hổi. Chà, thật đúng là ông hài hước.